Bà bầu nên kiêng ăn những món gì? Nên ăn món gì? Bên cạnh việc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng trong thai kỳ, mẹ bầu cũng cần chú ý những món ăn nên hạn chế. Vậy bà bầu nên kiêng gì đảm bảo sức khỏe và an toàn cho thai nhi? Mẹ bầu nên tránh và tuyệt đối tránh các thực phẩm sau trong suốt thời gian mang thai. Số 1. Thịt không được nấu chín. Mẹ bầu nên tránh các loại thịt tái, sống nộm, thịt chưa được nấu chín thịt sống. Để đảm bảo an toàn cho thai nhi ở những tháng đầu cũng như thời gian sau, mẹ bầu cần chế biến thịt chín kỹ. Số 2. Cá sống Các món ăn cá sống như sushi có thể gây ra ngộ độc thực phẩm cho thai nhi, nguy hiểm đến thai nhi. Trong các món cá sống lượng vi khuẩn khá lớn ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Tương tự với các món cá sông khói cũng không hề an toàn cho mẹ bầu. Cá nên được nấu chín rồi mới ăn để đảm bảo an toàn. Số 3. Cá chứa lượng thủy ngân cao Mặc dù cá có chứa nhiều omega 3 rất tốt cho sự phát triển não bộ của thai nhi, mẹ bầu nên bổ sung 340g tuần. Tuy nhiên nên biết chọn lựa loại cá tốt cho sức khỏe. Mẹ bầu cần tránh các loại cá chứa nhiều chất thủy ngân như cá mũi kiếm, cá mập, cá thu vua, cá hoa lai. Đối với cá đóng hộp thì có thể dùng 340g tuần. Số 4. Trứng sống mẹ bầu cần tránh các món salad xe da có thể được chế biến bằng trứng sống. Trứng sống cực kỳ có hại đối với sự phát triển của bào thai, bởi chứa nhiều vi khuẩn gây nhiễm độc. Các loại sốt mayonnaise nice cũng nên được hạn chế tối đa tránh ảnh hưởng cho sức khỏe thai nhi. Số 5. Các loại pho mai mềm Pho mai mềm được chế biến từ sữa, không được diệt khuẩn, chứa nhiều vi khuẩn. Các loại pho mai mềm như pho mai xanh, camembert, feta, brie, phô mai kiểu Mexico Blanco, Fresco và Jet Crema nên được tránh không ăn trong thai kỳ. Số 6. Thịt nguội, thịt sông khói. Đây là các loại thực phẩm dễ bị lây nhiễm chéo vi khuẩn từ các thực phẩm khác. Cần được chế biến cẩn thận nếu mẹ bầu thực sự thích ăn và nên ăn rất ít, hạn chế tối đa. Số 7. Chất ngọt nhân tạo. Các chất làm ngọt như saccharin, stevia, kitlamet, sucralose, aspartame đều được xem là không an toàn đối với phụ nữ mang thai. Mẹ bầu nên dùng với một lượng nhỏ thôi. Số 8. Trà rau thơm Tác dụng tốt của trà rau thơm đối với thai nhi chưa được khẳng định. Nên tốt nhất mẹ bầu không nên sử dụng, tránh những tác dụng không tốt cho thai nhi. Số 9. Thực phẩm mau hư Các thực phẩm mau hư hỏng trong nhiệt độ thường nên hạn chế tối đa ăn, tránh gây ngộ độc cho mẹ bầu. Số 10. Bia rượu, cà phê các chất kích thích. Thay vì uống các loại rượu, bia, rượu hỗn hợp, mẹ bầu nên uống nước trái cây như nước táo, cà chua, rượu trái cây và các thức uống không cồn khác. Mẹ bầu nên kiêng các loại thực phẩm kể trên và chú ý cung cấp đủ 5 nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu là chất đạm, chất béo, đường bột, vitamin, khoáng chất cho sự phát triển toàn diện của thai nhi. Bên cạnh đó, mẹ bầu cần ăn những thức ăn giàu folate có trong nước cam dâu tây rau dền bông cải ngũ cốc trên đây là một số loại thức ăn mẹ bầu nên tránh ăn để đảm bảo thai nhi phát triển khỏe mạnh hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn vui vẻ